Kính cảm ơn quý vị cùng với chúng tôi ở phần 2 anh Điệp sẽ trình bày về tin tức đang xảy ra tại Việt Nam và cái này. Dạ kính thưa anh. À, thưa anh sáng nay tôi có đọc một cái bản tin mà tôi thấy cũng nên lưu ý một số các thành phần mà muốn đi về Việt Nam. Thưa anh từ lâu rồi tôi có cái tin này đã có xảy ra một lần là có một người khi đi ra coi giống như là đi về Việt Nam thời gian là khi mà làm thủ tục xuất cảnh về lại Hoa Kỳ thì người này bị công an chặn giữ và bị bắt và truy tố lý do là anh này là cái người đứng ra tổ chức vượt biên là công an đã nắm hồ sơ và kế tiếp là cho rằng ảnh ta là có lường gạt, có mượn tiền, có tổ chức và coi như là gạt gẫm chứ không công việc không thành thì coi như mang thêm cái tội gọi là lường gạt. Thì cái vụ án này thì thật sự nó có nhưng mà sau đó xét xử như thế nào thì không thấy nói. Nhưng mà cái việc này mới vừa lặp lại cách đây vài ngày là có anh tên là Lê Hồng Bích 59 tuổi thì sau 27 năm trốn tránh Có nghĩa là sau cái thời gian mà theo công an là anh tổ chức cho người đi vượt biên Và sau đó anh đã đi định cư ở Hoa Kỳ Thì cách đây vài năm thì công an có đưa cái vụ án này ra Và xử khiếm diện anh đó chi đó Thì cách đây một vài ngày khi làm thủ tục Rồi phi trường Tân Sơn Nhất thì anh bị công an bắt Và đọc cái lệnh bắt rằng là ảnh có liên quan đến một cái vụ tổ chức đưa người vượt biên trái phép thì thật sự ra thì cái vấn đề mà ở việt nam thì chúng ta biết rằng là muốn vượt biên mà cho êm xuôi là phải có móc mặt với công an và công an coi như là tổ chức ngầm buôn bãi bán bãi và đó là chưa kể những một số là ra đi gọi là bán chính thức do công an thu tiền và công an mua tàu bán tàu chi đó để đưa người đi ra nước ngoài và chính vì cái vậy cho nên tôi nhớ là khoảng năm 1980 mấy 90 chi đó thì đài BBC có nói rằng là quốc tế ta cho rằng là Việt Nam là cái cái xứ là mua người đưa cái người Việt đi ra nước ngoài để định cư chứ không ai khác hơn là công an và chính quyền vì vậy cho nên cái việc mà một cá nhân mà bị bắt truy tố về cái tội đưa người đi vượt biên thì thật sự ra tại vì anh là làm ăn riêng lẻ cho nên anh bị truy tố thôi chứ nếu anh là có sau đừng anh có giấy phép của chính phủ của công an thì coi như là anh không bị truy tố thì vì vậy cho nên những người nào mà liên quan về vấn đề này thì trước khi mình đi về Việt Nam thì mình nên suy nghĩ cho kỹ à, cái thứ nữa thưa anh cái vấn đề đáng nói ở đây là Việt Nam vì rằng là có đấu đá nội bộ, có tranh giành quyền lực với nhau cho nên coi như là cái mặt trận chính trị nó đã không có yên ổn. Cho nên về cái mặt trận kinh tế và tài chính nó đã thất bại. Theo các cơ quan của Liên hiệp quốc và các cái tòa đại sứ của nhiều nước đặt ở tại Việt Nam người ta ký trong một cái bức thư chung là người ta nói rằng là Việt Nam đã làm đánh mất đi một số lớn các tiền viện trợ vì rằng là không có ai chăm sóc vì rằng không có ai mà để ý cả. Cái số tiền này đã lên đến 2 tỷ 500 triệu đô la và tới đây là sẽ mất trắng thêm 1 tỷ đô la nữa vì rằng là các cái cơ quan thụ hưởng đã không lập các cái thủ tục đúng ngày giờ hoặc giả là bỏ bê hoặc giả là người ta sợ liên lụy về cái số tiền mà sẽ được sử dụng thì có thể bị kết tội là anh sử dụng nó sai đó người ta kết luận là bởi cái lý do hành chánh bị tê liệt nhưng mà bù lại thì mới vừa đây mới vừa ngày hôm qua đây thì một ông phó thủ tướng của Việt Nam mà đặc trách về vấn đề kinh tế đã trình bày trước quốc hội rằng là kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới đây sẽ bị áp lực càng ngày càng tăng và chính phủ sẽ phải duy trì các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng để cứu cái nền kinh tế và cho biết rằng là cái nợ, cái lạm phát của Việt Nam càng ngày càng tăng dù rằng là theo thống kê là người ta chỉ nói có khoảng 3 ở năm phần trăm cho tới gần 4% mà thôi. Tuy nhiên thật sự ra là cái số lạm phát nó tăng rất cao. Và thể hiện cái sự lạm phát tăng rất cao này thì thật sự ra nếu chúng ta suy nghĩ kỹ là một phần cũng do những người Việt ở nước ngoài gửi tiền đô la về Việt Nam. Nguyên trong năm 2023 là cái số tiền gửi về đã hơn 14 tỷ, 16 tỷ đô la chi đó và cái số tiền trời ơi đã khởi đối với chính phủ Việt Nam cộng sản này là cái số tiền đó giống như là trúng số độc đắc mà độc đắc này nghĩa là vài chục triệu, vài tr... có thể nói là gần hai chục tỷ đô la và vì vậy cho nên nhận được cái số tiền này thì chính phủ Việt Nam phải in tiền để mà mua cái số đô la trôi nổi ở trên thị trường. Và chúng ta biết rằng là cái GDP của Việt Nam nó không có thể tăng trưởng được. Việt Nam coi như là những cái nền kinh tế của Việt Nam chỉ là những cái nền kinh tế có tính cách là nhỏ lẻ thủ công và có tính cách là gia công và vay mượn chứ thật sự ra cái nền sản xuất ở trong nước kể từ thời mà năm 1975 mà theo Việt Cộng là hai miền đã thống nhất với nhau đó thì nền kinh tế cái mặt trận kinh tế của Việt Nam thì chúng ta không thấy những cái gì gọi là phát triển ngoài cái chuyện là à, nông lâm sản phá rừng bán gỗ trồng trọt nhưng mà cái nền cái trồng trọt của Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu qua bên Trung Quốc và một vài nước nhỏ nhỏ chớ Việt Nam không có những cái diễn kiến xa xôi xa mà làm những cái nhà máy đóng hộp để mà mà đóng hộp vào các cái sản phẩm của mình thì chúng ta thấy rằng là thanh long một thời gian xuất khẩu có giá thì Trung Quốc nó dìm hàng nông dân phải chặt bỏ chuối có giá thì bây giờ rớt giá cũng phải chặt bỏ kể cả mà chúng ta thấy rằng cái trái dưa hấu bây giờ phải đem cho bò ăn thì cái nền kinh tế của lại Việt Nam rất là lệ thuộc vào cái xuất khẩu mà nhất là xuất khẩu qua Trung Quốc và mới đây thì người ta cho thấy rằng là vì là có những cái sự tranh chấp giữa cái người buôn bán của Việt Nam mà đem qua biên giới và các cái nhà thầu của Trung Quốc ở bên biên giới cho nên nó có những sự thư kiện và vì xảy ra những sự thư kiện đó mà không biết ai lỗi ai phải ai thiếu nợ của ai thì tất cả những phương tiện di chuyển những cái chiếc xe trọng tải nặng bị coi như bị giam cầm ở tại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc mà bây giờ chính phủ việt nam để can thiệp nhưng mà cũng không có thấy nó như thế nào vì vậy cho nên nói về tăng trưởng kinh tế ở việt nam thì thật sự ra rất là khó khăn những cái công ty nào mà chúng ta thấy làm ăn lớn thì thật sự ra là công ty đó là của trung quốc mà bây giờ họ tuôn hàng qua trung quốc để họ tráo hàng tráo nhãn đó là sản phẩm của việt nam và đây là một cái chuyện mà có thể nói là chính phủ Hoa Kỳ đã đặt nặng vào vấn đề kiểm tra để mà đánh thuế cho nên trong thời gian tới đây những cái sản phẩm có thể nói là công kỹ nghệ của Việt Nam nhất hạn là sắt thép hay là gỗ hay là một vài cái hàng may mặt là những cái hàng mặt hàng chủ yếu của Việt Nam có thể mang về một số ngoại tệ thứ nhất là do gia công nhiều hơn và thứ hai là gọi là sản xuất nhưng mà nó có tính cách nhỏ lẻ thì bây giờ bị chính phủ của Hoa Kỳ nhất hạn là Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã đặt cái trọng tâm vào để mà kiểm tra về hàng hóa. Đó là chưa kể bây giờ có vấn đề gọi là sắt thép không rỉ của Việt Nam xuất khẩu đi lên thế, sang các cái nước quốc gia nhất hạn là Hoa Kỳ thì bị soi mói là cho rằng đây là những cái sắt thép của Trung Quốc và Việt Nam chỉ là cháo nhãn mà thôi thì chúng ta thấy rằng là trong cái nền kinh tế mà chỉ đặt nặng vào vấn đề là kêu hối của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về và thứ hai là cáo nhãn hàng của sản phẩm của mình để, để gửi đi qua hải ngoại và một cái điều đặc biệt thứ ba là chính phủ Việt Nam đã không có cái kế hoạch rõ ràng cho nên gọi là có cái màn gọi là xuất khẩu cô dâu đi qua ngoại quốc để mà nhận ngoại tệ thì đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng cái diễn cảnh ngoài cái chuyện mà xáo trộn về chính trị Thì trong thời gian tới đây sẽ có xáo trộn ngoài mặt kinh tế Mà cái phần thua thiệt, cái phần lãnh đủ là người dân Việt Nam sống với chế độ Cộng sản à, Kính thưa anh, kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi đến đây đã hết giờ Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình ngày sau Kính mong quý vị theo dõi anh em chúng tôi Trân trọng kính chào